choáng với danh sách đàn ông đào hoa nhất Việt Nam, 37 người vợ, con cháu không đếm xuể. 1. Người đàn ông 16 vợ, 24 con và vô số cháu ở Hà Nội. Năm nay đã gần 70 tuổi, nhưng ông Nguyễn Đăng Hành, sinh năm 1950, tại Khoan Tế, Gia Lâm, Hà Nội vẫn còn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Ông Hạnh kể rằng 16 bà vợ ông đều cưới hỏi đàng hoàng, có năm cách 6 tháng ông lại cưới vợ một lần, họ hàng phát chán, có lúc còn không buồn tới dự đám cưới, khiến ông Hành phải nhờ bạn bè, những người vợ cũ tới nhà vợ mới để hỏi cưới. Năm 2003, khi lấy đến người vợ thứ 16, ông Hành tổ chức một bữa tiệc, mời đầy đủ vợ con, bạn bè, họ hàng và tuyên bố sẽ dừng chuyện lấy vợ. Sau nửa đời chinh chiến, yêu đương lấy vợ sinh con, ông Hành quyết định sẽ sống độc thân hết phần đời còn lại. Giờ đây, ông Hành sớm tối lủi thủi một mình trong túp lều tranh rách nát, căn nhà của ông bé xíu, ngổn ngang đồ đạc, bừa bộn, nhếch nhác như một chuồng cọp. 2. Người đàn ông 9 vợ ở Nghệ An, gặp bà nào ưng là tôi lấy thôi. Ông Nguyễn Văn Tiến, 57 tuổi, ở Cam, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, Nghệ An, nổi tiếng với sự đào hoa của mình cùng 9 người vợ. Ông Tiến kể, năm 19 tuổi, ông một thân một mình lặn lội lên huyện Tương Dương để lập nghiệp. Tại đây, ông quen bà Lý Thị Hoan, sinh năm 1961, trú tại xã Châu Hoàn, Quỳ Châu, Nghệ An, là người vợ đầu tiên. Do thường xuyên phải đi rừng, lấy và mua bán thuốc, ông Tiến lại gặp và phải lòng những mối tình mới. Cứ như thế, từ sau khi cưới hỏi người vợ thứ hai, ông Tiến lại cưới và nhận 7 bà vợ khác. Trong ảnh là bà vợ thứ 7, Lữ Thị Hoa. Hiện tại, ông Tiến đã có 9 vợ và 4 đứa con. Dù nhiều vợ, nhưng giờ ông chỉ sống cùng bà vợ thứ 7 là Lữ Thị Hoa và một người con trai của bà vợ trước. 3. Người đàn ông 10 vợ, 27 con ở Hà Nội. Ông Dương Văn Chuốt, 68 tuổi, ở thôn Thắng Chí, xã Minh Chí, Sóc Sơn, Hà Nội, nổi tiếng khắp vùng vì có tới 10 bà vợ, 27 người con và vô số cháu chắt. Trong số 10 bà vợ của ông Chuốt, bà vợ cả nhiều tuổi nhất cũng xấp xỉ 70 tuổi. Người trẻ nhất mới sinh năm 1986, kém ông gần 40 tuổi. Điều lạ là dù ông nhiều vợ nhưng lại không đăng ký kết hôn với bất kỳ ai. Người đàn ông này còn cho biết 10 người vợ dù không đăng ký kết hôn nhưng đều được ông cưới hỏi đàng hoàng. Trước khi đến với nhau, cả hai đều thỏa thuận, tự nguyện chứ không ép buộc hay quy trách nhiệm một ai. Dù mang tiếng nhiều vợ, nhưng hiện tại ông Chuốt chỉ sống cùng bà vợ thứ 6 quê ở Tây Ninh. Ngoài công việc chính là thợ cơ khí, người đàn ông này còn làm ruộng và xoay sở đủ nghề để sinh sống. Đứng cuối danh sách là người đàn ông đào hoa nhất Tây Bắc với 37 người vợ. Lường Văn Bốc, hay còn gọi là Đường Văn Bó, trú ở Bản Mởn, xã Triềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, xứng đáng là người đào hoa nhất gầm trời Tây Bắc với 37 người vợ. Bó bảo, chỉ có người vợ đầu là cưới không có tình cảm, còn những người phụ nữ tiếp theo, anh đã yêu bằng cả tấm chân tình. Bởi thế, người nào rứt áo ra đi, anh đều buồn. Vợ bỏ nên phải đi bước nữa, thành ra cả thảy mới làm 37 người, đủ cả các dân tộc. Đến người phụ nữ thứ 37 là Lò Thị Lưu ở xã Triềng Nơi, hiện đang sống cùng anh, là bó quen thân rất trong vánh. Họ ở trong một cái lều nương giữa một quả đồi mênh mông lúa, nhưng vẻ hạnh phúc vẫn long lanh trên mắt chị Lưu bởi trong bụng chị đang có một sinh linh bé nhỏ. Theo trang eva.vn